Rồi, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Ở video này, nhà mình sẽ làm món bánh ít nha anh em. Và hôm nay mình cũng sẽ học cái nghề gói bánh ít của bà Tám. Bây giờ mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. 1, 2, 3. Hello cả nhà, bữa nay bà nội mình làm bánh ít. Mời các bạn đến xem video của mình. Rồi quay ra. Hiện tại anh em đang thấy là nhân và bột đã chuẩn bị, lá chuối cũng có sẵn rồi. Bây giờ nhà mình sẽ tiến hành gói cái món bánh ít này nghe anh em. Rồi, một cái đầu tiên ông Tám đã gói hoàn thành nghe anh em. Bây giờ mình bắt đầu gói bánh ít nghe anh em. Xếp chị kêu vô. Dạ, cái này cho con đây.
Được rồi. Nó rồi. Nhỏ không đi cho nó coi cái bít rồi. Để xuống đây mình để cho cái con anh nó được vui. Xíu lại chiếc chiếu lại cái con anh lại nó góc rồi. Nè. À, đúng rồi đó. Chiếc này nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Con cái sao không ngọt gì vậy? Nghe cái lá gì nè. Rồi, ốc này qua cái ngược ra. Đi ngược ra. Cái lá nhỏ nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Xuống vậy hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đây, cái thứ hai anh em, này em phải dịnh vậy đó. Cái thứ hai. Ăn rồi chưa? Để chúng em con. Làm như vậy nè, làm như vậy nè. Cái gì nữa để cái thứ tư nghe anh em. Đừng có. Rồi. Cũng được chứ bộ, trời. Rồi, hiện tại bánh nít đã làm xong nha anh em. Bây giờ mình sẽ đem cái số bánh này đem đi hấp. Bây giờ anh em theo dõi tiếp video ha. Rồi, hiện tại như anh em đang thấy là bà Tám đang chuẩn bị nước sôi để mình bắt đầu hấp cái số bánh ít này nha anh em. Bánh ít đã chín rồi nha anh em. Bây giờ bà Tám sẽ vớt nó ra.
Và đây là thành quả cuối cùng nha anh em. Mình cũng xin dừng lại video ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.